Nam có Kim Su Hyun, nữ có Bảy Phơn. Trời cho nhan sắc hơn người nhưng lại quên đưa hướng dẫn sử dụng. Một bên lầy lội bất chấp, bên lại ngố tàu mọi lúc mọi nơi. Chỉ xuất thần khi vào phim, thoát vai là lập tức vào chế độ đứng thở cũng hề. Hình tượng là gì? Siêu sao phải có dáng vẻ ra sao? Anh chị đây chẳng quan tâm. Tình cờ và thật bất ngờ, K-Beat và T-Beat có hai ngôi sao vô cùng đặc biệt. Trai đẹp gái xinh danh tiếng hàng siêu sao, fan cực kỳ đông đảo, thế nhưng ngoài đời họ lại đam mê tấu hề hơn tất cả. Kim Su Hyun. Kim Su Hyun được mệnh danh là ông hoàng cát xê của làng phim Hàn, đóng phim nào hot phim đó, mang vẻ đẹp hiền lành cùng nụ cười tươi rói siêu đáng yêu. Nhưng khác với hình ảnh nghiêm túc trong phim, anh chàng này lại khiến dân tình nhiều fan ngã ngửa vì những hành động hài hước khó đỡ. Không ghiền mạng xã hội nên khán giả thường được thấy anh tấu hài tiểu phẩm nhiều nhất là ở các lễ trao giải. Sở hữu giọng hát trời ban ngọt ngào sâu lắng nên hầu như cứ có cơ hội là anh bị dí bắt hát, mà hài nhất chính là tại lễ trao giải KBS năm 2015 khi anh cất giọng hát Jodeling với giai điệu càng nghe càng hài. Trong bầu không khí trang trọng của lễ trao giải, Kim Su Hyun mang đến năng lượng vô tri khiến ai nấy cũng đều vui vẻ và trầm trồ. Làm đại sứ thương hiệu xa xỉ, rất muốn khoe ra sản phẩm trên tay nên cố tình tạo dáng, nào ngờ chẳng thấy bóng dáng tổng tài nào cả, chỉ thấy một chàng khờ loay hoay siêu đáng yêu thôi. Bất ngờ chứ bà già. Nhưng mà chị đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Đặc biệt, Kim Su Hyun phim nào cũng có rất nhiều cảnh khóc thương tâm, nhưng ngoài đời anh lại cực kỳ thích cười. Trung bình các buổi họp báo phim người ta đều thấy anh ngoài cười ra thì cũng chỉ có cười toe toét híp hết cả mắt vào thôi. Đấy là chưa kể đi đào lại quá khứ thì hàng loạt những tiểu phẩm của Kim Su Hyun như giả tiếng bò, tiếng chó sủa, diễn xiếc xe đạp, để tóc xù bà thím nhảy nhót cũng xuất hiện khiến nhiều người tò mò liệu anh chàng này có hướng nội thật không, có thực sự là nam thần hàng đầu K-Beat đây không. Ấy vậy mà chính chủ còn chê cái tên Kim Su Hyun không được nam tính, định đổi tên thành Kim Su Men nữa chứ. Đúng là ông hoàng đặt tên, chiến thần đổi vận. Từng có lần Kim Su Hyun tham gia Running Man và lập tức được Wang Su tặng cho biệt danh chàng ngốc đẹp trai. Bởi năng lực thì cao nhưng chơi trò nào cũng gặp kiếp nạn cả, thi thoảng lại có hành động vô tri mất kiểm soát khiến ai cũng bật cười. Nhưng có một điểm cực kỳ đáng quý và đáng yêu của chàng nam thần này, đó là dù trước đây chưa nổi tiếng hay hiện tại đã là siêu sao, Kim Su Hyun luôn rất khiêm tốn, lễ phép và lịch sự. Con người anh cũng hiền hệt như nụ cười của anh vậy, làm cho ai nhìn cũng thương. Bảy Phơn Pim Chanok. Ở T-Beat, Bảy Phơn cũng là nữ thần vạn người mê, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, duyên dáng. Nhưng đấy chỉ là những khoảnh khắc đầu thôi, cô nàng này không thể an tĩnh được quá vài phút đã lập tức hiện nguyên hình lầy lội ngay. Mặc đồ lộng lẫy nhưng chuyên làm ra những hành động khác thường, nhảy nhót cả tưng, giả tiếng động vật, làm mặt xấu. Đấy là chưa kể, mỹ nhân này cực kỳ thích diễn tiểu phẩm, sơ hở là cho ra đời ngay meme mới và thường xuyên bị quản lý dìm hàng, bóc phốt không thương tiếc. Chẳng hạn như đi nhận giải bằng xe ôm, lại còn gọi xe theo phong cách sợ xã hội không biết Bảy Phơn đang gọi xe. Nói chung là nói đúng quá chính chủ không cãi được chữ nào, đành bóc phốt lại cho huề. Cũng nhờ tính cách vui vẻ, phóng khoáng nên Bảy Phơn có thể thoải mái trò chuyện với các bạn diễn nam và thành bạn thân của họ, thoải mái trêu chọc nhau như bạn cùng giới. Trong phim thường vào vai đau khổ hay khóc hay buồn, nhưng ngoài đời Bảy Phơn lại chẳng khác nào hạt rẻ cười, luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người và không bao giờ tự coi mình là ngôi sao nên phải kiểu cách ra vẻ. Thế nên fan cũng quen với Bảy Phơn lầy lội rồi, lỡ mà hôm nào cô nàng an tĩnh quá có khi lại bị đặt dấu hỏi chắc nay ốm rồi cũng nên.